Wow, các bạn ơi, ui, hôm nay mình tìm được rất nhiều đồ chơi này. Ai xà, ai vứt đồ chơi đây rất là nhiều nha các bạn ơi. Ai, một em máy bay dính rất là nhiều bùn này các bạn này. Wow, bạch 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 bạch. Hi, một em máy bay chở khách nha các bạn nhá. Đấy, mình sẽ cho trong rổ này. Wow, rất là bẩn nha. Ui, em này là em gì đây? Wow, một em máy xúc lật các bạn ơi. Wow, bulldozer. Cho vào đây nhá, tiếp tục nào. Wow, em này nữa này các bạn ơi. Một em xe cần cẩu nhá, em cần cẩu cứu hỏa này, rất là to nhá các bạn nhá. Đấy. Ok, cho vào trong này nhá các bạn ơi. Tiếp tục nào. Wow, một em máy bay nữa này các bạn này. Đấy, em máy bay rất là to nhá. Nhặt hết về nhá các bạn ơi, nhiều quá này. Wow, một em xe, xe này là xe lu các bạn ơi. Một em roller, ok, rồi, cho vào đây luôn. Wow, quá là bẩn các bạn ơi. Ui, em này là em gì đây? Wow, một em máy xúc excavator này các bạn này. Ý xà, quay luôn. Đấy. Wow, hơi bị xịn sò các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nào. Nhiều quá này các bạn ơi. À, đây là một em xe buýt này các bạn này. Một em xe buýt chở khách nhá. Wow. Ui, em này đi nghịch bùn ở đâu ấy các bạn ạ? Rất là bẩn nha. Mình sẽ đem về mình tắm cho em ấy các bạn nhá. Wow. Một em xe chở dầu này. Wow. Đấy. Ok. Ten 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 ten. Hello các bạn nhá, cùng mình đi rửa xe nhá. Wow. Đây là một em xe buýt này các bạn ơi. Mình sẽ rửa em này đầu tiên nhá. Wow. Em ấy bơi dưới nước luôn này các bạn ơi. Wow. Úi chà. Wow. Wow. Các bạn ơi, đây là một em xe buýt chở khách này. Các bạn thấy không? Rất là nhiều hàng ghế nhá. Xe buýt 2 tầng luôn này các bạn ơi. City Bus. Đấy, số 18 các bạn ơi. Wow, em này bong cả tem rồi này các bạn này. Đấy. Mình sẽ cho em này ra đây nhá các bạn ơi. Rồi. Tiếp tục nha các bạn ơi, xem nào. Wow, đây rồi, đây rồi. Em này đi. Wow. Một em xe chở dầu này các bạn này. Em này rất là to luôn. Rồi. Mình cho xuống nước nhá. Rồi, tắm đi các bạn ơi. Wow. Em này bẩn quá này. Ui chà. Wow. Đấy. Ai xa. Wow. Ui xa. Hello. Xin chào các bạn nha. Đây là một em xe chở dầu màu đỏ này. Có thùng dầu màu vàng các bạn nha. Đây. Em có mấy cái nắp ở trên đầu này các bạn này. Mấy nắp này để đổ dầu vào đấy nhá. Rồi, ok. Wow. Em kia bị ngã luôn các bạn ạ. Nào, tiếp tục đi các bạn ơi. Xem nào, em này là em gì đây? Wow, một em máy xúc các bạn ơi. Rồi, cho xuống nước luôn. Tắm luôn nhé các bạn ơi. Wow. Đấy. Wow. Một em máy xúc. Nhưng mà bị mất cái đế rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho em máy xúc ở đây nhá. Đây, xong mình chữa cho em ấy nhá các bạn ơi. Nào, tìm thế nào. Đâu rồi? Wow, đây rồi. Đây. Wow, đây là cái bánh của em ấy này các bạn này. Đấy, mình sẽ lắp vào đây cho em ấy nhá. Đây. Ok. Úi xôi ôi các bạn ơi. Mình đã chữa được một em máy xúc rồi. Em máy xúc này bị hỏng nhá các bạn nhá. Đấy, mình chữa được rồi nhá. Đây. Quay ra đây. Đấy. Cho đứng lên xe buýt luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, em này là xe gì đây các bạn ơi? Nào. Wow, các bạn ơi, đây là một em xe cứu hỏa này. Xe cứu hỏa màu đỏ nhá. Đấy, phải chắc các bạn ơi. À, em này nâng được cần luôn này. Đấy. Ý xa, cần cẩu cứu hỏa nhé các bạn nhé. Rồi, ok, tiếp tục đi các bạn ơi, xem nào. Wow, ui, em cần cẩu này to này các bạn này. Rất to luôn nhá. Đấy, các bạn thấy không? Rất là thích nhá. Tắm mát cực kỳ luôn các bạn ạ. Wow. Wow. Nào, để bên nhá. Rồi, bên này. Wow. Ây xa. Các bạn ơi, đây là một em cần cẩu này. Chuck Crane. Đấy, cần cẩu cứu hỏa và cứu hộ luôn các bạn nhá. Ok, mình cho ra kia nhá. Wow, tiếp tục nào. Wow, một em roller. Em này là một em xe lu này các bạn này. Xe lu dính bùn rất là bẩn nhá. Nào. Wow, hù chà. Đấy, mát quá các bạn ơi. Chà.
Wow. Ai da. Ôi, các bạn ơi, em này bị rơi mất một cái lu rồi. Mình sẽ cho em ấy ra đây nhá. Rồi, mình sẽ lấy cái lu này mình lắp cho em ấy nha các bạn ơi. Ai da. À, em ấy bị rụng cái lu ra rồi. Mình sẽ sửa chữa cho em này nhá các bạn nhá. Rồi, mình sẽ lắp vào đây này các bạn này. Ai da. Wow. Em này khỏe thế. Nào, lắp vào đây nào. Đấy, lắp vào đây. Wow. Ui, này hơi bị khó lắp các bạn ạ. Đấy, lắp vào đây này các bạn này. Đấy, cho vào đây này. Ok. Mình đã lắp được lu cho em ấy rồi nha các bạn nhá. Nào, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, một em máy bay. Quen, pam 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 pam. Rơi xuống nước rồi các bạn ơi. Wow, úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Em máy bay này, bơi dưới nước luôn. Wow. Đấy, cũng sạch sẽ nhá. Wow, ui, các bạn thấy không? Em phun nước ở đầu này. Wow. Một em máy bay chở khách rất là to các bạn ạ. Wiu, wiu. Quen, pam pam pam. Wow. Tiếp tục nào. Quen, pam pam. Đấy, một em máy bay nữa nha các bạn nhá. Ui xa. Nè 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 nè. Các bạn ơi, đây là một em máy bay. Chở thêm một em máy bay con ở trên nữa này. Máy bay mẹ chở máy bay con nhá. Wen 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 wen. Bạch 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 bạch. Rồi. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Nào. À, còn đây là một em xe máy ủi này. Một em xe máy xúc lật các bạn nhá. Rồi, mình cắm cái này nào. Wow, ui chà. Wow. Nè 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 nè. Các bạn ơi, đây là một em máy xúc lật này. Đấy. Đây là một em bulldozer. Rồi. Win. Pam pam. Ok. Tiếp tục đi các bạn ơi, xem nào. Wow, một em máy xúc này. Rất là bẩn nha các bạn ơi. Nào. Wow. Các bạn ơi, đây là một em máy xúc này. Đấy, máy xúc tự hành các bạn nhá. Xe tải máy xúc tự hành này. Rồi. Wow. Tiếp tục nào. Wen 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 wen. Ui, em này là em gì đây? Đổ ben được luôn này các bạn ơi. Nào. Wow. City Survive. Một em xe đổ rác các bạn nhá. Garbage truck này. Ok. Pem 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 pem. Wen wen wen. Wiu wiu wiu. Các bạn ơi, đây là một em xe cảnh sát này. Đấy, đấy các bạn thấy không? Đấy, một em xe cảnh sát nhá. Ý xa. Wow, một em xe cảnh sát màu trắng này các bạn ơi. Rất là đẹp nhá. Police car, ok. Cho ra kia nhá, tiếp tục đi các bạn ơi. Ui, em này là một em cân cầu nữa này các bạn ơi. Nhiều quá các bạn ạ. Ý xa các bạn ơi. Đây là một em cần cầu cần dài các bạn nhá. Cần cầu rất là to luôn các bạn ạ. Rồi, mình cho ra kia nhá. Rồi, hôm nay mình rửa rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Wow.